Dennis đặng nói gì khi bị stylist của dàn chị đẹp đồng loạt tố nhận vơ. Sau đêm công diễn 4, tiết mục em sinh của năm chị đẹp Thu Phương, Trang Pháp, Huyền Baby, Lan Ngọc, Diệu Nhi được khán giả khen nức nở. Các chị đẹp hóa thân thành những mỹ nhân ngư vô cùng lộng lẫy. Tuy nhiên đã có drama nổ ra. Dennis đặng bất ngờ đăng tải một đoạn clip lên nhiều nền tảng mạng xã hội với tiêu đề From Sketch to Reality with chị đẹp, tạm dịch từ bản phác thảo đến thực tế cùng chị đẹp. Trong đoạn clip này, nhiều bản thảo trang phục của tiết mục em sinh cũng được hé lộ nên sẽ khiến nhiều người lầm tưởng rằng Dennis có nhúng tay vào phần thiết kế phục trang này. Nhưng sự thật là tạo hình của năm chị đẹp ở em sinh được đến từ ý tưởng của năm stylist khác nhau và đều là những người có tên tuổi trong giới: Hoàng Cu, Long Y Chi, Phạm Bảo Luận, Trang Nhẹ Nhàng, Kenzie Phạm. Đích thân các stylist này cảm thấy bức xúc khi công sức của mình lại bị Dennis nhận vơ nên tất cả đã đồng loạt lên tiếng. Ngay sau đó anh đã để lại dòng bình luận giải thích cũng như xóa đoạn clip đã đăng tải. Idea trang phục này vẽ theo sketch reference ngày 28 tháng 10 năm 2023 trong buổi họp idea tổng của team Dennis. Để tránh hiểu lầm là đây là sketch concept cho tiết mục các chị đẹp công diễn 4 chứ không phải thiết kế trang phục, chắc vẽ kỹ quá nên mọi người nghĩ xa thôi. Hiện tại, câu chuyện drama phía hậu trường này vẫn gây tranh cãi rất nhiều.